Hoan hỷ chào đón quý cô bác, anh chị đã đến với kênh Minh Đường Tử Vi. Lần đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, vạn sự hanh thông, tấn tài, tấn lộc, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông để đón xem được những video mới nhất mà 30 tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Và quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là bí mật cuộc đời tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973, từ năm 51 tuổi đến 55 tuổi, biết được điều này, về già, giàu sang phú quý, hậu vận, an nhàn, hưởng phúc cho đến hết cuộc đời. Hé lộ bí mật chấn động về hậu vận tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973, từ 51 tới 55 tuổi, hưởng thọ hưởng phước, phú quý an khang. Tôi chẳng có chi một chữ nghèo, ai mua tôi bán chẳng kỳ kèo, xuân hạ thu đông mưa nắng đủ, trăng sao mây gió tặng kèm theo, giao cả nhân gian bán chữ nghèo, bay ra khắp chốn bằng tôi treo, Quý Sửu đầy giấc cùng cây cỏ, một thoáng trăm năm chớp mắt vèo. Hoan hỷ chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại và đồng hành cùng Minh Đường Tử Vi. Quý vị tuổi Quý Sửu thân mến, giới huyền học cho biết, thế gian này mọi sự tồn tại của sự vật hiện tượng đều có nguyên do, đều theo quy luật tự nhiên và quá trình sinh lão bệnh tử cũng không nằm ngoài quy luật ấy, thành công càng không đến với chúng ta như một phép nhiệm màu hay là một cách tình cờ đầy may mắn. Tại sao lại như vậy? Trải qua nhiều thế hệ truyền thừa, giới tiên tri tử vi khám phá ra rằng vận mệnh mỗi người đều đã được định sẵn, có thể nhận biết được thông qua các điềm báo, từ đó người nào biết được thì có thể đón lành tránh dữ, nắm bắt được những cơ hội vận may để chuyển biến vận số của mình tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, vận trình tương lai của một cá nhân được cho là thiên cơ mà người trần mắt thịt như chúng ta không thể tự biết, có người cả đời chăm chỉ làm lụng tích góp của cải, đột nhiên vận xui ập đến, bỗng mất sạch tài sản hoặc ngã trọng bệnh mà không gượng dậy nổi, bởi vậy con người mới liên tiếp phải chịu khổ nạn từ thời vạn cổ cho đến nay. Nhưng điều đó sẽ không ở lại lâu với quý bạn tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973, nếu hữu duyên nghe hết lá số cải biến vận mệnh ngày hôm nay. Con giáp này nhờ đức năng thắng số, trước đây chịu biết bao tai ương khổ nạn đến không thở nổi, thì giờ đây đến hồi đổi số, chỉ cần tránh 3 điều cấm kỵ sau đây, thì tài lộc vụt sáng, đại cát đại lợi, may mắn lũ lượt kéo đến, cuộc sống viên mãn như ý. Vậy để biết được vận trình của con giáp tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973, sẽ diễn biến như thế nào, từ 51 tới 55 tuổi, xin mời quý vị cùng Minh Đường Tử Vi theo dõi phần luận giải ngay sau đây. Thưa quý vị, trong phần luận giải tử vi chi tiết ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ tới quý vị về vận trình, diễn biến cuộc đời của người tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973, từ 51 tới 55 tuổi, những may mắn vận hạn trên từng phương diện, qua từng khoảng thời gian, cách xua các tị hung, đón lành tránh dữ, hóa giải vận đen, đón đầu may mắn dành riêng cho bản mệnh. Xin mời quý vị cùng chú ý lắng nghe, mục lục lá số gồm 1. Tìm hiểu về tính cách quyết định tương lai của Quý Sửu. 2. Tổng quan cuộc đời người tuổi Quý Sửu trên các phương diện sự nghiệp, tài lộc, tình duyên và sức khỏe. 3. Tiết lộ chi tiết vận trình của tuổi Quý Sửu theo ngày sinh, tháng sinh. 4. 3 điều cấm kỵ người tuổi Quý Sửu cần tránh xa để trở nên giàu có. 5. Lời khuyên cải biến vận mệnh cho tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973. Cuộc đời tuổi Quý Sửu chú định nhiều vất vả gian nan, những khó khăn mà bản mệnh phải chịu đã tôi rèn lên một chú trâu mạnh mẽ, cương cường, ẩn sâu bên trong Sửu, là một sự tinh tế chu đáo đối với bất cứ ai mà mệnh chủ quan tâm. Bởi vậy, con giáp này thường cuốn hút nhiều người bước vào cuộc sống của họ. Thời gian qua không ít những chú trâu phải lao lực vì cơm áo gạo tiền, vì con cái trái tính trái nết, khiến người tuổi này mệt mỏi đến kiệt sức. Nhưng người cầm tinh con trâu sẽ nhanh chóng hồi lại năng lượng thôi, vì bản chất mệnh chủ vô cùng chăm chỉ chịu khó và chẳng ngại bất cứ điều gì. Người sinh năm 1973 này giàu cảm xúc, có sự linh hoạt mềm dẻo trong đối nhân xử thế, giỏi lấy lòng người. Bản mệnh dùng sự hài hòa của mình để khiến cho đối phương làm theo điều mình muốn, chứ không cần phải cố gắng gượng ép, do đó mà dễ được mọi người ủng hộ và đặt lòng tin. Tuy vậy,
Đôi khi người mệnh tang đố mộc cũng gặp phải những chuyện trái ngang do sự mềm dẻo trong tính cách có thể bị người khác lợi dụng hoặc hay làm ơn mắc oán. Gia đình của người sinh năm 1973 có của ăn của để, tình cảm gia đình của những người này ổn định gắn bó, nhưng phụ mẫu không nâng đỡ được con cái. Bản mệnh được người thân quen tôn trọng kính mến, duyên số vợ chồng tốt, phu thê hòa thuận, nhưng người tuổi Quý Sửu nên kết hôn muộn, muộn đường con cái. Người sinh năm 1973 có số đỗ đạt cao, công danh khá, đương số thông minh, có tài hùng biện khéo léo, tài văn cũng giỏi mà võ cũng được vẻ vang. Quý Sửu làm việc tận tụy cẩn thận có trách nhiệm và ý thức kỷ luật cao cho nên được cấp trên tín nhiệm yêu quý. Người tuổi Quý Sửu là người thành thật trầm tính, những người này trung thực và chân thành, tuy nhiên họ lại thường bị hiểu lầm bởi vẻ ngoài lầm lì ít nói. Đây là những khuyết điểm mà người sinh năm 1973 có thể khắc phục được, chỉ cần bản mệnh chăm chỉ và nỗ lực, cánh cửa thành công sẽ mở rộng với bạn. Ưu điểm lớn nhất của người sinh năm Quý Sửu chính là tinh thần trách nhiệm cao, sống thực tế, mọi chuyện đều suy xét kỹ càng trước khi hành động, có lòng yêu nước nồng nàn, có hoài bão lý tưởng, coi trọng công việc và gia đình, tính cách cương trực quật cường, làm mỗi người bảo thủ và truyền thống, tính cách bình tĩnh cẩn trọng. Người cầm tinh con trâu không bao giờ hoảng loạn, khi đối mặt với khó khăn, họ không dễ bị ảnh hưởng bởi môi trường hay suy nghĩ của người khác, luôn giữ vững tinh thần, kiên trì làm đến bước cuối cùng. Tuổi Quý Sửu siêng năng cần mẫn, những người này có tư tưởng chính nghĩa và ủng hộ công lý, nhẫn nại và biết cảm thông, đây là những phẩm chất của nhà lãnh đạo tốt. Tuy nhiên, vì tính cách có phần chủ quan và bướng bỉnh, người tuổi Quý Sửu đôi lúc sẽ nảy sinh tranh cãi với mọi người xung quanh. Hãy chú ý điều này nếu bản mệnh muốn giữ được nhân duyên tốt đẹp. Về phương diện sự nghiệp, ưu điểm của người tuổi Quý Sửu là cần cù chịu khó, không thích gây chuyện, chăm chỉ làm việc và là một người lãnh đạo tốt. Bản mệnh có cuộc sống vất vả ngay từ lúc còn nhỏ, chỉ được an nhàn từ 36 tuổi trở đi. Bạn có tính cách thật thà chân thật nên không có nhiều mưu mô, bạn nên đề phòng kẻ khác thừa thời cơ mà gây phiền toái cho mình. Nhìn chung, tuổi Quý Sửu có được quý nhân trong mệnh, cho nên sự nghiệp nhìn chung không quá tệ, trung niên vất vả, nhưng những người này được hưởng phúc về già, công việc khá ổn định, cho nên bạn sẽ nhận được một vài cơ hội thăng tiến lớn trong cuộc đời. Tuy nhiên, tính cách chính trực sẽ khiến họ sẵn sàng gạt bỏ lợi ích nếu điều đó vướng phải những bất đồng, mâu thuẫn cá nhân. Ngoài ra, người cầm tinh con trâu không giỏi giao tiếp, cũng không biết lấy lòng người khác nên khi hợp tác làm việc hay gặp khó khăn. Bản mệnh thích hợp với những công việc có tính chất ngoại giao, tư vấn, đều phát huy sở trường của người tuổi Quý Sửu. Đây là môi trường và mảnh đất giúp tuổi Quý Sửu phát huy được hết điểm mạnh của mình. Lĩnh vực xây dựng nội thất, kinh doanh, nhà hàng, khách sạn, thực phẩm, hải sản, đi thuyền đều phù hợp với người tuổi Quý Sửu. Hướng phong thủy may mắn giúp sự nghiệp Quý Sửu thăng hoa với nam mệnh bao gồm hướng hợp là Đông Bắc, hướng không hợp là Đông Nam, Nam, Tây Bắc, Tây, Đông Bắc, Tây Nam. Với nữ mệnh, hướng hợp bao gồm Tây Nam, Đông Bắc, hướng không hợp bao gồm Tây, Nam, Đông, Đông Nam, Bắc, Tây Bắc. Màu tương sinh là xanh nước biển, đen, sẽ mang lại cho người tuổi Quý Sửu những điều may mắn trong cuộc sống. Màu tương hợp là xanh lá cây, cũng là những màu bản mệnh nên mang đến những thứ cát lợi cho mệnh mộc của người sinh năm 1973. Màu tương khắc, những người tuổi Quý Sửu chớ sử dụng những đồ đạc vật dụng có gam màu trắng, xám, bạc thuộc hành kim, vì kim khắc mộc, nếu sử dụng có thể đem lại điểm xấu và những điều không may mắn. Về tuổi hợp với nam mạng, trong làm ăn hợp Quý Sửu, Ất Mão, Đinh Tị, Kỷ Mùi, trong lựa chọn vợ chồng hợp Quý Sửu, Ất Mão, Đinh Tị, Kỷ Mùi, Quý Hợi, Tân Hợi, tuổi kỵ gồm Nhâm Tuất, Canh Tuất. Với nữ mạng, trong làm ăn hợp Quý Sửu, Ất Mão và Đinh Tị, trong lựa chọn vợ chồng hợp Quý Sửu, Ất Mão, Đinh Tị, Kỷ Mùi, Tân Dậu, Tân Hợi, về tuổi kỵ gồm Nhâm Tuất, Canh Tuất. Về phương diện tài lộc, Quý Sửu về già được con cái phụng dưỡng, phú quý hưởng lộc, tuy nhiên bạn lại thường được quý nhân phù trợ, bạn bè trợ lực, có thể nhờ cậy bạn bè thân quen trên con đường gây dựng sự nghiệp. Tuy nhiên cần phải tỉnh táo cẩn trọng, kiếp tài trong mệnh cho nên tiền tài không được nhiều, trong cuộc sống đề phòng hay bị mất tiền, ảnh hưởng đến bản thân mình, cẩn thận các mối quan hệ hợp tác với người khác. Người này trong đời cũng có cơ hội giành được những khoản thu ngoài dự kiến, nhờ đó mà phát tài, song đừng vì thế mà chìm đắm, buông thả bản thân. Ngoài ra, không khéo léo trong giao tiếp nên người tuổi Quý Sửu cũng bỏ lỡ khá nhiều cơ hội phát tài, nếu có thể sửa được điểm này thì tài lộc thênh thang, giàu sang phú quý. Cuộc đời nữ mệnh Quý Sửu khá ổn định, tuy nhiên không nhờ cậy được nhiều từ gia đình bên chồng, tài vận chủ yếu nhờ nhà bố mẹ ruột
hoặc là hai vợ chồng tự cố gắng làm lụng, tài vận nhìn chung chỉ ở mức tầm trung, không quá xấu, nhưng chưa đến mức tốt. Về phương diện tình cảm, gia đạo. Tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, khi yêu thường gặp nhiều sóng gió thị phi, sau khi kết hôn tình cảm gia đình êm ấm, bình lặng. Tuổi Quý Sửu tuy không phải là người quá lãng mạn trong chuyện lứa đôi, nhưng bù lại, bạn là người chân thành trung thủy, bạn sẽ không dính vào rắc rối hay gây ra những điều phiền phức cho đối phương, bạn biết chăm sóc và giàu tình cảm, nên kết hôn muộn thì sẽ hạnh phúc hơn. Nữ Quý Sửu sau khi kết hôn, dành nhiều thời gian cho chồng con và cuộc sống tương đối hạnh phúc, bạn có nhiều tình cảm, nhưng đôi lúc lại vì không quá để ý mà khó gần gũi con cái, mối quan hệ giữa mẹ Quý Sửu và con cái của bạn không quá thân thiết. Bạn ít khi cùng con cái của mình tâm sự hay chia sẻ. Nam Quý Sửu sau khi kết hôn nên dành nhiều thời gian cho vợ mình, đề phòng có kẻ thứ ba xuất hiện. Trong tình yêu thì bao giờ cũng có những khúc mắc và vấn đề, nếu không giải quyết thì sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ của bạn và vợ mình. Về mặt sức khỏe, Quý Sửu có sức khỏe không tệ, nhưng về vấn đề dạ dày thì cần lưu ý. Dạ dày trong ngũ hành thuộc thổ, mộc khắc thổ, thổ khắc thủy, đối với Quý Sửu đều là bất lợi. Tuổi Quý Sửu là người mệnh thổ, sức khỏe tốt, ăn uống ngon miệng, khả năng tiêu hóa và hấp thu tốt. Nếu có thể ăn uống điều độ, giữ tinh thần thoải mái thì chắc chắn sẽ khỏe mạnh cường tráng, thọ lâu trăm tuổi. Tuy nhiên, người mệnh thổ lại dễ mắc vấn đề về đường ruột nên hạn chế ăn đồ dầu mỡ kích thích như cay, chua, cũng không nên ăn quá nhiều đường, nếu không sẽ dễ nhiễm bệnh nên giữ nguyên tắc ăn đồ thanh đạm. Bên cạnh ngày sinh, thì tháng sinh cũng là một yếu tố quyết định sự may mắn hay khó khăn trong vận mệnh của từng người. Sau đây là tử vi tuổi Quý Sửu qua từng tháng sinh âm lịch. Người tuổi Quý Sửu sinh tháng riêng. Xem vận mệnh của người tuổi Quý Sửu theo tháng sinh âm lịch, tháng riêng rơi vào tiết Tân Xuân. Người tuổi Quý Sửu mà sinh vào tháng riêng khi xuân sang thì có nhiều cơ hội để phát triển trong tương lai. Tuy tiền vận gặp nhiều trắc trở khó khăn, nhưng ngày sau nhờ nỗ lực và tài năng của bản thân thì sẽ giành được nhiều thành công, tài lộc đủ đầy, sung túc giàu sang. Tháng riêng cũng là thời điểm Tết đến xuân về, nên người này cũng được hưởng nhiều phúc khí, là người có quyền lực trong tay. Những vất vả của tiền vận sẽ biến mất vào trung vận, vận khí chuyển đổi, hóa hung thành cát, hậu vận an nhàn, hưởng phúc tuổi già. Tuy nhiên, người này không được hưởng nhiều phúc tổ tông, phải tự lực cánh sinh, dựa vào sức mình, trải qua nhiều vất vả khổ sở trên con đường lập nghiệp. Người tuổi Quý Sửu sinh tháng 2 âm lịch. Tháng 2 âm lịch là tiết kinh chập, người tuổi Quý Sửu sinh vào tháng này có cá tính mạnh, tự lập, tự cường, dũng cảm gan dạ, có quyền uy. Tuy nhiên họ cần người dẫn dắt mình trên đường đời, nếu không sẽ giống như anh hùng không gặp thời, khó có thể phát huy hết năng lực. Cuộc đời họ trải qua nhiều điều xui rủi, gặp chuyện buồn phiền, họ là những người có tài có trí, lại dám nghĩ dám làm, không sợ hãi trước bất cứ điều gì. Ước mơ của họ là có thể một tay làm nên cơ nghiệp, gây dựng sự nghiệp, khiến bao người phải ngưỡng mộ. Tuy nhiên, do nhiều yếu tố mà họ phải trải qua nhiều khó khăn vất vả, thất bại nhiều lần trước khi có được thành công. Người tuổi Quý Sửu sinh tháng 2 âm lịch có một khuyết điểm chí mạng, đó là hành sự lỗ mãng, thiếu xem xét cẩn trọng trước khi làm, chỉ dựa vào dũng khí của mình để hành động, ngang ngạnh cố chấp, không chịu nghe lời khuyên can của mọi người. Chính vì thế mà cuộc đời họ luôn gặp phải nhiều điều không được như ý, chịu nhiều vất vả gian nan, ước vọng không thành, lý tưởng hóa thành bong bóng xà phòng. Bạn nên sửa ngay khuyết điểm này, tu tâm dưỡng tính, làm bất cứ chuyện gì cũng phải xem thời thế, suy tính kỹ càng, không nên cố chấp một mình một ý. Ngàn vạn lời có thể không nghe nhưng không thể bỏ qua, dù chỉ là một lời góp ý, có như vậy, bạn mới có thể giảm bớt trở ngại trên con đường đến với thành công, tạo dựng sự nghiệp như mình mong muốn. Người tuổi Quý Sửu, sinh tháng 3 âm lịch. Người sinh năm Quý Sửu vào tháng 3 âm lịch là đương tiết thanh minh, đất trời đổi màu tươi sáng. Người này tính tình phóng khoáng, tự do tự tại, có năng lực và khả năng thích nghi tốt, nên tới đâu cũng có thể dừng chân lập nghiệp. Họ là người độc lập, không thích bị người khác gò ép quản lý. Sự nghiệp tuy có nhiều phong ba bão táp, nhưng cuối cùng vẫn có thể thực hiện được ước mơ, kinh tế ổn định, tiền bạc dư dôi. Sinh vào tháng 3 âm lịch, những chú trâu này có cuộc sống tiêu dao, an lạc, cả đời không phải lo chuyện cơm ăn áo mặc. Họ là người có địa vị trong xã hội, được mọi người kính trọng, có thể sẽ trở thành tầng lớp giàu có thượng lưu, thông minh đĩnh ngộ, phong thái tiêu dao, hiểu sâu biết rộng. Họ sống thoải mái và biết tận hưởng cuộc sống, nên dựa vào tài trí của mình để đi theo các ngành thiên về nghiên cứu. Tuy trong cuộc đời không ít những đợt sóng ngầm, nhưng họ khá may mắn nên đi đâu cũng được quý nhân giúp đỡ, hóa hung thành cát, hậu vận cực tốt, gia đạo an yên, sung túc giàu có,
con đàn cháu đống. Có thể nói, vận mệnh người tuổi Quý Sửu sinh tháng 3 âm lịch khá tốt, có số an nhàn, có phúc khí ngập tràn, tuy trong đời không có thành công rực rỡ nổi bật. Người tuổi Quý Sửu sinh tháng 4 âm lịch. Tháng 4 âm lịch rơi vào tiết Lập Hạ, người tuổi Quý Sửu sinh vào tháng này, tuy rằng có khát khao lập nghiệp nhưng lại không gặp đúng thời đúng thế nên khó có được thành công. Cuộc đời phải trải qua nhiều vất vả, lăn lộn ngược xuôi, đi lại khắp chốn, gian lao đủ cả, nhưng tài lộc khó thành, bị người khác gò ép trói buộc, không có được tự do. Người tuổi Quý Sửu sinh tháng 4 âm lịch có số vất vả, không được nghỉ ngơi mà phải làm việc luôn chân luôn tay, vận khí bình thường, hay phải chịu chỉ đạo sai phái của người khác, không được tự do hành động hay làm theo ý mình mà luôn bị hạn chế. Đường tài lộc không có gì nổi bật, chỉ đủ ăn đủ mặc chứ không có nhiều khoản tiết kiệm để dành, trong xã hội không có địa vị cao, đa phần phải rời xa quê hương để lập nghiệp, người này nên chú ý đầu tư con đường học hành, làm giàu tri thức của mình hoặc học lấy một nghề nào đó thật thành thục thì sẽ có thể cải biến số mệnh, chỉ cần chăm chỉ cần cù thì mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, nhưng vẫn có thể nhân định thắng thiên. Người tuổi Quý Sửu sinh tháng 5 âm lịch. Tháng 5 âm lịch rơi vào tiết Mang chủng, người tuổi Quý Sửu sinh tháng này, sức khỏe không được tốt hay ốm đau bệnh tật, cuộc sống khó khăn, làm chuyện gì cũng nhiều trở ngại ngáng đường, tinh thần mỏi mệt nên chú ý tu dưỡng tâm tính, đừng hành động bốc đồng. Sinh vào tháng 5 âm lịch, vận mệnh người tuổi Quý Sửu không được tốt lắm, song được nhiều người quý mến bởi tính cách trung hậu lương thiện, thành thực, chân tình, họ thường phải xa quê hương để mưu sinh lập nghiệp, song tiền bạc kiếm được cũng không nhiều, họ không nhờ cậy được nhiều vào gia đình, cuộc đời trải qua nhiều thăng trầm, phải tự lực cánh sinh chứ không được ai giúp đỡ. Tuy nhiên phúc khí vẫn còn nên người tuổi Quý Sửu sinh tháng 5 âm lịch vẫn có thể an ổn sống đến hết đời, hãy suy nghĩ lạc quan, tin rằng chỉ cần có mục tiêu thực tế, không ngừng phấn đấu để đạt được mục tiêu đó thì chắc chắn cuộc đời của bạn sẽ có thêm rất nhiều ý nghĩa. Người tuổi Quý Sửu sinh tháng 6 âm lịch. Tháng 6 âm rơi vào tiết Tiểu Thử, người tuổi Quý Sửu sinh vào tháng này dung mạo đẹp đẽ, tài năng xuất chúng, nhân cách cao sang, được nhiều người ngưỡng mộ, nửa đời hạnh phúc, nửa đời khổ sở, thời vận chắc chắn sẽ tới, có quý nhân nâng đỡ, sự nghiệp thành công như ý. Người sinh năm Quý Sửu lại trúng vào tháng 6 âm lịch, tuy không được hưởng phúc hương hỏa tổ tiên, cũng không được người thân giúp đỡ, nhưng bản thân họ là người thông minh tài trí, xuất sắc hơn người, nên có thể tự mình làm nên cơ nghiệp. Tiền vận trải qua nhiều khó khăn vất vả, trung vận dần phát đạt hơn, tới năm 60 tuổi thì cơ bản có thể hưởng phúc tuổi già, cuộc đời cát nhiều hung ít, lại được quý nhân phù trợ nâng đỡ, nên không phải chịu vận hạn gì quá lớn, có điều trong đời người này không có số nắm quyền, trí tuệ hơn người, có tài văn chương, học hành giỏi giang, phẩm chất tốt, tâm địa thiện lương, biết giữ chữ tín, họ có nhiều bạn bè, cũng có phúc khí quý nhân, những năm tháng tuổi già được hưởng nhiều phúc lộc, tiêu dao tự tại. Người tuổi Quý Sửu sinh tháng 7 âm lịch. Tháng 7 âm rơi vào tiết Lập Thu, người tuổi Quý Sửu sinh vào tháng này, sự nghiệp thành công lẫy lừng, được hưởng nhiều phúc khí, gặp nhiều may mắn, tài lộc dồi dào, gia đình sung túc, hoạn lộ hanh thông, tiền vận được phúc tinh cao chiếu, tuổi già được hưởng lộc con hiền cháu thảo. Người tuổi Quý Sửu sinh tháng 7 âm lịch là người có tính độc lập, họ là người có khí chất bất phàm, thông minh đĩnh ngộ, vừa được hưởng phúc lộc tổ tiên, lại vừa được gia đình nâng đỡ ủng hộ rất nhiều, cuộc đời người này khá sung túc đủ đầy, không phải trải qua sóng gió thăng trầm gì quá lớn, tài lộc ùn ùn kéo tới không ngừng, số vượng tài vượng lộc, tuổi già phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn, vui vầy cùng con cháu, phúc khí cực vượng. Người tuổi Quý Sửu sinh tháng 8 âm lịch. Tháng 8 âm lịch rơi và tiết Bạch Lộ, người tuổi Quý Sửu sinh tháng này gặp nhiều khó khăn trong công việc, song lại được hưởng nhiều phúc lộc từ hương hỏa tổ tiên để lại. Chỉ cần có ý chí và cố gắng không ngừng thì chắc chắn sẽ giành được thành công như ý. Họ là người tài nghệ tinh thông, có duyên ăn nói, biết đến biết lùi, ứng xử khéo léo, tương lai là người sự nghiệp thành công, đức cao vọng trọng. Người sinh tháng 8 âm lịch năm Quý Sửu có sức khỏe rất tốt, phúc khí vượng, cuộc đời ít phải trải qua hiểm nguy, cũng không có nạn kiện cáo lao tù. Họ là người thông minh lanh lợi, giỏi ứng biến linh hoạt, danh lợi đủ đầy, con cháu đầy đàn. Trong công việc, họ là người giàu tính sáng tạo, thường đưa ra những ý tưởng độc đáo, có thể trở thành người lãnh đạo, nắm quyền lực trong tay. Về già họ là người có địa vị trong xã hội, được người người nể trọng, có điều trên con đường sự nghiệp, đôi khi người này sẽ gặp phải những điều ngáng trở, chứ không được thuận lợi suôn sẻ tất cả. Tuy có lúc nản lòng thối chí, nhưng họ nhanh chóng lấy lại tinh thần, nhờ đó mà gây dựng cơ nghiệp cho mình. Có thể nói, vận mệnh người tuổi Quý Sửu sinh tháng 8 âm lịch khá tốt,
tài lộc dồi dào. Tuy nhiên họ có phần không tự thỏa mãn với bản thân, nên luôn cố gắng không ngừng để thể hiện giá trị của bản thân. Người tuổi Quý Sửu, sinh tháng 9 âm lịch. Tháng 9 âm lịch rơi vào tiết Hàn Lộ, người tuổi Quý Sửu sinh tháng này tuy xuất thân bần hàn, điểm xuất phát thấp hơn mọi người, nhưng lại có ý chí kiên cường, tất thành đại sự. Họ là người thông minh mưu trí, có tài lãnh đạo, chuyện cơm ăn áo mặc cả đời không cần phải lo lắng, thời vận an hòa mọi sự như ý cát tường, cuộc đời hạnh phúc lâu dài. Người tuổi Quý Sửu sinh tháng 9 âm lịch là người có ý chí ham học hỏi, họ cần cù chăm chỉ học hành giỏi giang, trí tuệ hơn người, lại dũng cảm kiên cường. Trên con đường sự nghiệp, có thể nói họ giành được những điều mình mong đợi, vạn sự như ý, được quý nhân phù trợ và nâng đỡ rất nhiều. Họ là những người nắm quyền lực trong tay, có những bước thăng tiến rất cao, không bị kẻ tiểu nhân chơi xấu, cũng không bị bó buộc bởi gánh nặng gia đình. Luôn sẵn sàng tiến bước bất cứ lúc nào, họ có ý chí phấn đấu và cố gắng không ngừng để gây dựng sự nghiệp, nhờ đó giành được nhiều thành công vang dội. Người tuổi Quý Sửu sinh tháng 10 âm lịch. Tháng 10 âm lịch rơi vào tiết Lập Đông, người tuổi Quý Sửu sinh tháng này có suy nghĩ độc lập, hành động thoải mái tự nhiên, họ trải qua nhiều sóng gió cuộc đời và chịu nhiều vất vả, nhưng cuối cùng thì sự nghiệp vô cùng vượng phát, tài lộc dồi dào, con đường học vấn cũng rất hanh thông. Xem vận mệnh người tuổi Quý Sửu sinh tháng 10 âm lịch, tiền vận chịu nhiều sự vất vả, xuất thân cơ hàn, không được hưởng phúc lộc tổ tiên, họ phải tự thân vận động, không được nhờ cậy gì về gia đình mà hoàn toàn tay trắng lập nghiệp. Tuy nhiên, đến trung vận vượng khí phát, sự nghiệp bắt đầu có nhiều bước tiến triển tích cực, dần giành được nhiều thành tựu, có sự thăng tiến đáng kể. Tư duy nhanh nhạy giúp họ khá nhiều trong công việc, họ làm việc lý trí và quyết đoán, có khả năng làm việc độc lập tốt, cũng có khả năng sáng tạo cao. Người này có đầu óc kinh doanh khá tốt, rất hợp theo con đường kinh doanh buôn bán, tài lộc cực vượng, không lo chuyện cơm ăn áo mặc, tuổi già phúc thọ song toàn hưởng lộc an nhàn. Người tuổi Quý Sửu, sinh tháng 11 âm lịch. Tháng 11 âm lịch rơi vào tiết Đại Tuyết, người tuổi Quý Sửu sinh tháng này được hưởng lộc từ tổ nghiệp, song gặp nhiều tai họa trong đời, chịu khổ cực khó ai bằng, thiếu thốn đủ bề, mưu sự không thuận, cũng không có nhiều tri âm tri kỷ, có chuyện buồn không nơi giải bày. Công danh sự nghiệp cũng chỉ bình thường không có nhiều thành tựu, an ủi duy nhất là sức khỏe tốt, tuy nhiều chuyện xảy ra, nhưng cuộc đời được bình an. Người sinh tháng 11 âm lịch có thể nói, họ có số khá vất vả, trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống, cũng không may mắn được quý nhân phù trợ, hiếm khi nhờ được ai giúp đỡ. Cuộc sống gia đình kém thuận hòa, cần khéo léo giữ gìn hòa khí và hạnh phúc gia đình, con cái cần chú ý bảo ban nuôi dạy, cho con được hưởng tình yêu thương và sự quan tâm của mẹ cha. Tuy nhiên, người này vẫn có ý chí rất kiên cường, thất bại không làm họ nản lòng, mà ngược lại họ càng cố gắng hơn gấp bội lần, ý chí là điều rất quan trọng, có thể khiến cho vận mệnh cuộc đời thay đổi. Người tuổi Quý Sửu, sinh tháng Chạp. Tháng 12 âm lịch rơi vào tiết Tiểu Hàn, người tuổi Quý Sửu sinh tháng này tài lộc khó tụ, công danh kém bề nổi trội, sự nghiệp gặp nhiều khó khăn trắc trở, tuy nhiên hậu vận khá tốt, được an hưởng hạnh phúc tuổi già, con cháu đủ đầy hiếu thuận ngoan ngoãn. Người tuổi Quý Sửu sinh tháng 12 âm lịch, tuy cuộc đời không mấy giàu sang, song học hành giỏi giang tấn tới, có ý chí kiên cường và vững vàng hơn nhiều người. Họ có tham vọng hoài bão cao xa, có điều gặp nhiều thứ ngáng trở, nên khó lòng thành công, chỉ cần có ý chí và quyết tâm, thì chắc chắn sau cơn mưa trời lại sáng, hậu vận phúc khí đủ đầy, được hưởng phúc lộc đất trời, con cháu trong nhà yêu thương hòa thuận. Tuy kinh tế không mấy khá giả, nhưng phẩm cách con người tuyệt vời, không vì tiền bạc mà khiến cho cuộc sống trở nên tồi tệ, biết tìm niềm vui từ những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. Vâng, quý vị thân mến, chúng ta đều biết rằng, bất luận là nói chuyện, làm việc hay làm người, đều không thể tùy thích, đều cần phải tuân theo những phép tắc nhất định. Dưới đây là những lời dạy của cổ nhân, là kết tinh trí tuệ lưu lại cho hậu thế, cũng là những ba đại kỵ trong việc nói chuyện, làm việc và làm người, kẻo lộc tồn mệnh suy, rước tai ương về nhà. Điều cấm kỵ thứ nhất, nói chuyện không thể tùy miệng. Trong sách cổ được khai quật, miệng là cổng chính của tâm, nếu giữ miệng không nghiêm, thì tất cả những bí mật trong tâm đều bị lộ ra ngoài hết, ý là chân của tâm. Nếu phòng ý mà không nghiêm, thì sẽ dễ đi vào đường tà, miệng của chúng ta chính là người phát ngôn của nội tâm chúng ta, nói như thế nào, không nên nói gì. Kỳ thực không phải do miệng quyết định, mà do nội tâm của một người quyết định, có những việc không nói ra, thì sẽ có kết quả tốt đẹp hơn rất nhiều lần, nếu do thuận miệng mà để lộ ra ngoài. Trong cuộc sống có một số người nhanh mồm nhanh miệng, thường nói mà không suy nghĩ kỹ, kỳ thực thói quen ấy nên cải sửa, nó không chỉ làm tổn hại bản thân, mà hại cả người khác,
đối với việc của bản thân không thể tùy tiện giãi bày, đối với việc riêng của người khác càng không thể tùy tiện tiết lộ. Bởi vì người khác thổ lộ bí mật của chúng ta là xuất phát từ sự tin tưởng tín nhiệm chúng ta. Khi chúng ta bán đứng tín nhiệm của người khác, thì tương lai ai sẽ là người tin chúng ta? Khi tức giận, nếu hai người có thể lẳng lặng rời xa nhau, thì khi hết giận họ có thể trao đổi để hiểu thấu lòng nhau. Nhưng nếu vẫn hai người ấy chỉ vì bực tức mà dùng từ ngữ tùy tiện, không kiểm soát gây ra phẫn nộ, thì mối quan hệ này rất dễ dàng đi tới kết thúc, thậm chí mâu thuẫn sẽ đi tới đỉnh điểm. Con người chỉ mất 2 năm học nói, nhưng mất cả đời để học cách im lặng. Cho dù là ai thì cũng không nên nói quá nhiều. Khi tâm rối loạn thì hãy đợi bình tâm rồi từ từ nói. Nếu thực sự không có gì để nói, thì giữ im lặng là cách tốt hơn cả. Điều cấm kỵ thứ hai, làm việc không thể tùy tâm. Trên thế gian này, sự việc gì cũng đều có cái giá tương xứng. Nếu một người muốn thu được kết quả gì, thì cần phải bỏ ra công sức tương xứng. Nếu bạn muốn vào trường danh tiếng, thì phải nỗ lực đủ nhiều. Nếu bạn muốn tìm công việc như ý, thì phải có năng lực đủ lớn. Một người không thể muốn làm việc gì, liền làm việc đó. Mỗi người chúng ta đều có thân phận khác nhau. Cha mẹ là trụ cột trong gia đình và phải gánh vác trách nhiệm với gia đình. Thầy cô là người dạy dỗ đào tạo học sinh, phải có trách nhiệm đối với học sinh. Mỗi người đều có vị trí, có nhiệm vụ riêng của mình. Trách nhiệm đó là lớn hơn sở thích cá nhân. Rất nhiều lúc chúng ta không thể hành xử tùy theo tâm tư, cũng không thể làm việc tùy theo cảm xúc hay tâm trạng bản thân mình. Lúc phẫn nộ nếu chúng ta không kiểm soát được, thì sẽ tạo thành hậu quả không thể vãn hồi. Nếu chúng ta vui vẻ hay sầu bi quá mức, bị tâm trạng dẫn động việc làm, thì những phiền toái sẽ mãi không ngừng. Vậy nên có thể nói, tâm thái khi làm việc có ảnh hưởng rất lớn đến đời người. Người nào có thể kiểm soát được tâm thái làm việc, thì sẽ kiểm soát được cuộc đời của mình. Điều cấm kỵ thứ ba, làm người không thể tùy ý. Làm người cần phải có lương tri và chuẩn mực đạo đức tối thiểu. Người xưa đề cao sự thận trọng, ngay cả khi đang ở một mình, cũng cần ước thúc bản thân. Một người bất kể trong tình huống nào, cũng cần phải giữ vững nội tâm, không làm, không nghĩ những việc trái với lương tri. Con người một khi làm những việc trái với lương tri, thì sẽ chịu sự trừng phạt của lương tâm. Rất nhiều người vì sai lầm nhất thời mà cả đời hối hận tiếc nuối. Người ta làm việc trái đạo đức, dù không bị pháp luật chế tài, thì cả đời họ cũng sẽ bị lương tâm trừng phạt. Những người ấy kỳ thực vẫn có lương tri và chuẩn mực. Đáng sợ nhất là kiểu người không có chuẩn mực đạo đức tối thiểu. Người như thế sẽ không có ai nguyện ý kết giao, vì họ không từ thủ đoạn để đạt được mục đích, khiến mọi người e sợ mà tránh xa. Xã hội là có quy tắc, làm người cũng có nguyên tắc. Chỉ những người thiện lương mới được người khác kính trọng và tán dương. Thế sự biến đổi huyền ảo khôn lường, đời người trải qua mấy chục năm rồi cũng hết. Cho nên trong mấy chục năm ngắn ngủi ấy, sống làm sao để khi chúng ta về già, không phải ngày đêm hối hận vì đã cô phụ cuộc đời mình, thì cuộc đời mới có ý nghĩa. Bản mệnh tuổi Quý Sửu thân mến, theo học thuyết nhân duyên của nhà Phật, không có gì là đơn độc. Chúng ta sinh ra giữa cộng đồng người và xung quanh là vô vàn những nhân tố. Một cá thể lớn lên là nhờ sự nương tựa vào một cộng đồng lớn trong xã hội này. Khi muốn nổi giận với ai đó, hãy kiềm chế để đừng bắn ra những lời nặng nề gay gắt hay phản ứng trong cơn thịnh nộ. Thay vào đó hãy hít thở sâu, tự trấn tĩnh rồi dịu xuống. Hãy tập trung vào những điều khiến bạn chịu ơn người ấy. Chính điều này sẽ thay đổi cơn giận dữ lúc đó. Trong hôn nhân, nếu bạn không ngừng chỉ trích phê phán người chồng, người vợ của mình, là bạn đang dần hủy hoại cuộc hôn nhân của mình. Vâng, cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe và theo dõi đến hết luận giải của Minh Đường Tử Vi. Mong rằng những dự báo trên giúp quý vị thật nhiều niềm vui và thành công trong cuộc sống. Minh Đường Tử Vi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.